Tao không muốn em tức là tức coi em có cà phê này. Gớ. Mình vớt nổ ra. Gớ. Cái nào mà đứng được mà. Một lông bóng của nạc xuống. Trong tay. Anh có thấy chưa? Tối. Không. Mới gọi được con được 15 phút. 5 phút. Thảo đi lên chưa? Mọi người ra ngoài trời. Cái con sa đấy. Con kia là cái con tuyết phải không? Con này là con sâu mà cô giá ra rồi mà nó. Giống tuyết này. Giống nhỉ? Giật bụng phải không? Nhưng mà kiểu là... Em biết bảo là người ta, chứ kéo con huyền cao như này. Nhưng mà đoạn nhìn đá mặt sáng. Béo béo con thì vui. Nó mở thêm phòng nữa. Ừ, mở thêm phòng để cầm đông. Cầm đông hay cao sơn, em tưởng cao sơn. Ngọn đằng cá nó trồng yêu. Ừ. Cầm đông. Mở thấy cái này cũng được. Châu cũng biết cái gì hết. Ai làm ra sắp thì làm cái đứa nguyên ta về sáng. Để trẻ luôn nhỉ. Chắc là nó lấy được cái đấy đó. Muốn phải lồn như thế này. Hôm 2 giờ, hôm 3 giờ. Làm gì mà làm cái đầu vô. Không biết rồi. 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 Không biết rồi.